Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã gây sốc khi chính thức tuyên bố ly hôn sau gần 40 năm gắn bó. Chí Trung chia sẻ rằng họ đã đường ai nấy đi vào năm 2018, nhưng thông báo ly hôn chính thức diễn ra 2 năm sau đó. Trên chương trình Lời Tự Sự phát sóng vào năm 2020, Chí Trung đã tiết lộ lý do ly hôn của họ. Anh không phủ nhận mình là người gia trưởng và lăng nhăng, và cho rằng họ chia tay do sự vô cảm dần dần sau một thời gian dài sống cùng nhau. Hậu quả có thể do tính gia trưởng lớn của anh và tính lăng nhăng khiến Ngọc Huyền không chịu nổi khi họ già đi, Chí Trung chia sẻ. Trong suốt 5 năm qua, chuyện ly thân giữa Chí Trung và Ngọc Huyền đã được thể hiện chủ yếu từ phía nam diễn viên. Trong khi đó, Ngọc Huyền chọn sống kín đáo và tránh xa khỏi truyền thông và mạng xã hội. Chí Trung đã tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với vợ cũ, nói rằng làm bạn với vợ cũ khó khăn vì anh vẫn còn tình cảm và nhớ về cô. Anh cũng không che giấu cảm xúc của mình đối với bạn gái mới, doanh nhân Ý Lan, người kém anh 18 tuổi. Chí Trung cho biết anh không bao giờ giấu giếm điều gì với bạn gái mới và luôn nhận được sự thông cảm từ cô. Thông qua việc chia sẻ quan điểm và suy nghĩ về việc khó khăn của việc làm bạn với vợ cũ trên trang cá nhân, Chí Trung đã nhận được nhiều sự đồng cảm và thông cảm từ khán giả và cư dân mạng.